Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách sử dụng phần mềm Auto Marketplace Super Premium, tức là cái bản mà giúp cho chúng ta có thể chia sẻ những cái bài niêm yết trên Marketplace vào các nhóm. Thì đầu tiên các bạn hãy tải phần mềm Auto Marketplace Super Premium về máy của mình. Và trước khi các bạn tải phần mềm về thì các bạn hãy tắt phần mềm diệt virus và tường lửa đi, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn bắt đầu click vào cái nút này, các bạn tải thì cái đường link để các bạn có thể tải là các bạn đây, đúng không ạ? Đây, các bạn chỉ cần truy cập vào cái đường link này và các bạn click vào phần tải phần mềm Auto Marketplace và các bạn tiến hành kéo xuống và tải cái phần mềm này về, đúng không ạ? Rồi ở đây nhất đã tải về rồi. Đây, các bạn, chúng ta sẽ tiến hành giải nén ra. Sau khi giải nén thì chúng ta sẽ tiến hành click vào cái thư mục chứa phần mềm này, đúng không ạ? Chúng ta để im đây nhá, không nên có bất kỳ một cái thư mục, một cái file nào ở trong cái thư mục này ra chỗ khác. Chúng ta sử dụng trực tiếp luôn, đúng không ạ? Rồi, chúng ta tiến hành khởi động phần mềm lên. Khi khởi động thì nó sẽ yêu cầu nhập mã kích hoạt, đúng không ạ? Thì để lấy mã kích hoạt thì các bạn chỉ cần liên hệ với Fori Software bằng cách click vào cái nút chat này, đúng không ạ? Và tiến hành gửi những cái thông tin để lấy mã kích hoạt. Ở đây thì các bạn có thể dùng thử, đúng không ạ? Hoặc là mua. Đây. Đó. Rồi, tiếp đến. Ở đây nhất đã có mã kích hoạt rồi. Chúng ta copy cái mã kích hoạt. Mã kích hoạt này sẽ được gửi về email của các bạn, email mà các bạn cung cấp đấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhập vào và bấm xác nhận thì ngay lập tức chúng ta sẽ được vào cái phần mềm này. Ok, đây là cái giao diện phần mềm của chúng ta. Thì cái phần đăng bài thì các bạn có thể đọc cái bài viết ở đây, đúng không ạ? Để chúng ta có thể biết cách đăng bài. Còn ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách chia sẻ bài niêm yết vào các nhóm mà các bạn tham gia. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một cái nick vào, đúng không ạ? Các bạn có thể thêm một nick hoặc là nhiều nick nhé. Đó, thêm nick Facebook vào, đấy. Rồi, các bạn click vào quản lý bài đăng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quét, đúng không ạ? Click vào cái nút quét bài đăng. Rồi, click vào quét bài đăng. Thì ngay lập tức nó sẽ quét ra những cái bài mà chúng ta đã đăng lên, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Các bạn thấy không? Rồi nhiệm vụ chúng ta là chọn cái nick. Đấy thì các bạn có thể thêm được nhiều nick, ở đây thì Nhất có một nick thôi, Nhất chọn vô cái nick của Nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kéo từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Kéo từ trên xuống dưới để lựa chọn những cái bài mà chúng ta muốn chia sẻ vào các group, vào các nhóm. Đấy. Rồi các bạn click chuột phải, đấy, bấm vào và chia sẻ thôi. Đấy, vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.